Tiểu sử nghệ sĩ cải lương Tuấn Châu, nghệ sĩ hồ quảng đa tài ở hải ngoại. Nghệ sĩ Tuấn Châu hiện đang sống tại Cali. Ông là một trong 4 thành viên trong ban cổ nhạc Phương Nam do vợ chồng Cẩm Thu Philip Nam thành lập. Những ngày qua, ông và vợ chồng nghệ sĩ Cẩm Thu lo liệu tang lễ cho một thành viên trong ban nhạc Phương Nam, đó là nghệ sĩ Ngọc Đáng. Trong đêm nhạc tưởng nhớ của nghệ sĩ Ngọc Đáng tại Mỹ, nghệ sĩ cải lương Tuấn Châu đã xúc động tâm sự về người chị quá cố. Anh chị em chúng tôi không thể cầm lòng vì chị ra đi quá đột ngột. Chị Ngọc Đáng là người đàn chị trong nghề, người thân thiết nhất trong nhóm nghệ sĩ cổ nhạc tại Mỹ. Chúng tôi thương chị như ruột thịt, quý chị như người thầy, vậy mà hôm nay phải tiễn đưa chị. Phần số nghệ sĩ cải lương ở hải ngoại, phần lớn tập trung bên Hoa Kỳ, nhiều nhất ở quận Cam Cali. Nhưng nghệ sĩ phải làm một cái nghề nào đó trong các hãng xưởng để mưu sinh, thỉnh thoảng tham gia hát các trích đoạn cải lương, hò ca vọng cổ trong ban ca nhạc để có thu nhập thêm và đỡ nhớ nghề. Tuấn Châu là một nghệ sĩ trẻ đa tài, hát hồ quảng rất hay mà hát cải lương, ca tân nhạc và tấu hài đều thành công, nên Tuấn Châu thường được mời đi show biểu diễn và được mời về Việt Nam thâu tuồng video hồ quảng. Tôi có nhiều năm cộng tác với Tuấn Châu trong đoàn cải lương Tuồng Cổ Hình Long từ những ngày đầu khi anh mới tập tễnh bước vào nghiệp sân khấu. Nghệ sĩ Tuấn Châu tên thật là Bùi Văn Khanh, sinh năm 1963 tại quận 5 Chợ Lớn. Cha mẹ là người Hoa Kiều. Đến năm 12 tuổi, biết anh không được đi học nữa mà phải ở nhà giúp cha mẹ trong việc mua bán hàng sáng trên lòng đường Nguyễn Trãi, ngang hông rạp hát Thủ Đô trong Chợ Lớn. Vì vậy, bé Khanh có nhiều dịp vô rạp hát, coi các nghệ sĩ tập tuồng. Em rất thích hát cải lương tuồng cổ. Năm 18 tuổi, Khanh học ca tân và cổ nhạc với nhạc sĩ Thanh Sơn. Nhờ có giọng tốt, hơi rộng nên Khanh được hoan nghênh trong các buổi biểu diễn văn nghệ ở phường, khóm. Năm 1981, Khanh được nữ nghệ sĩ Thúy Manh giới thiệu với trưởng đoàn cải lương tuồng cổ Hình Long, trưởng đoàn Bạch Tùng Hương yêu cầu nghệ sĩ Thanh Bạch thử giọng ca. Mọi người đều công nhận em Khanh có giọng tốt, ca chất nhịp. Bạch Tùng Hương chấp nhận cho Khanh gia nhập đoàn Hình Long và đặt cho tên là nghệ sĩ Tuấn Châu. Em Khanh chưa hiểu tại sao, ông trưởng đoàn Bạch Tùng Hương giải thích: giọng ca của mày mùi như giọng ca của Thanh Tuấn và có vẻ cười cợt, diễu diễu như Giang Châu của đoàn Sài Gòn 2. Ta cho mày tên Tuấn Châu là trong đoàn mình có một nghệ sĩ ngon lành bằng hai nghệ sĩ Thanh Tuấn và Giang Châu cộng lại. Vai đầu tiên Tuấn Châu được hát là vai Ba Trạo trong tuồng Tình Sự A Nàng. Sau đó Tuấn Châu hát vai Già Làng trong tuồng Lá Chắn Biên Thùy. Bái Sư Phụ, buổi tiệc thịt heo giả cày bên hông rạp Thủ Đô thay đổi số phận Tuấn Châu. Tuấn Châu là người Hoa nên hành xử theo cách của người Hoa. Anh tổ chức một buổi tiệc nhậu thịt giả cày để cảm ơn những người đã dẫn dắt anh vào nghề hát. Buổi tiệc thịt heo giả cày bên hông rạp Thủ Đô, Tuấn Châu rót ly rượu, mời trưởng đoàn hát và mời nữ nghệ sĩ Thúy Manh là người đã giới thiệu anh vào đoàn. Bạch Tùng Hương bảo Tuấn Châu rót thêm hai ly rượu cho Thanh Bạch và Bửu Truyện. Xong anh nâng ly mời bốn người cùng uống một lượt. Thanh Bạch bảo là Tuấn Châu mới vào nghề hát mà hát vai Già Làng trong tuồng Lá Chắn Biên Thùy được khán giả nhiệt liệt ngợi khen, đó là nhờ tổ đãi. Bạch Tùng Hương chỉ cái lẩu thịt cày, hỏi Tuấn Châu: mày nói đây là thịt cày thiệt hay là thịt heo giả cày? Tuấn Châu chưa biết trả lời sao, Bạch Tùng Hương tiếp: lời của khán giả khen Tuấn Châu giống như chúng mình đang ăn thịt heo giả cày mà khen ngon, giống như thịt cày chứ không phải thịt cày thiệt. Tuấn Châu hát được khán giả khen. Ngoài cái giọng tốt, còn nhờ đóng vai Già Làng, nghĩa là không cần diễn xuất nhiều, cứ lụng cụm khom lưng, hát chậm chạp là đạt được kết quả. Như vậy chưa phải là kép hát tuồng cổ, chỉ là giống kép hát, chứ chưa phải thực sự một kép hát có tay nghề. Tao nói vậy mày có hiểu không? Tuấn Châu già dạ, gãi đầu gãi tai. Hiểu ông trưởng đoàn nhắc nhở là mình chưa phải thực sự có tài hát tuồng cổ, nhưng không hiểu ông muốn ám chỉ gì. Bạch Tùng Hương nói tiếp: tao đã nói vậy, sao mày không làm lễ bái sư phụ để học nghề, để trở thành một kép hát thực thụ, chứ không phải hữu danh vô thực, bái sư phụ đi. Bạch Tùng Hương gạt ngang: bậy bậy, hồi nãy ta biểu rót thêm hai ly rượu mời Thanh Bạch và Bửu Truyện là có ý nhắc mày bái hai người đó làm sư phụ. Tuấn Châu mừng quá, dạ rân, chắp tay xá xá Thanh Bạch và Bửu Truyện. Cả hai anh này từ chối vì thông thường thì thầy thích truyền nghề cho ai thì thầy tự chọn, ít khi bị ép nhận học trò. Nhưng Bạch Tùng Hương nói: lúc khởi đầu buổi tiệc, hai anh đã nhận hai ly rượu cảm ơn, đó là rượu bái sư. Với lại tôi tin hai anh sẽ không thất vọng vì đứa học trò này đây. Thanh Bạch và Bửu Truyện nhận thêm bốn xá của Tuấn Châu và thêm một tuần rượu nữa. Tôi nhắc lại gia thoại này,
vì hiện nay Bạch Tùng Hương và Bổ Triện đã ra người Thiên Cổ, Thanh Bạch định cư ở Pháp. Các anh đã có được một đệ tử xuất sắc, nghệ sĩ Tuấn Châu, người nối nghiệp các anh trong nghệ thuật hát cải lương tuồng cổ và hồ quản. Năm 1988, vợ con của Tuấn Châu xuất cảnh, Tuấn Châu trục trặc giấy tờ, phải ở lại. Anh phải nghỉ việc vì lúc đó nghệ sĩ nào đăng ký xuất ngoại thì không được hành nghề nữa, anh bổ túc hồ sơ và chờ đợi. Tham gia nhiều vở tuồng, sau vở Lá Chắn Biên Thùy, Đoàn Huỳnh Long còn có các vở tuồng Về Đất Kinh Châu, Lưu Kim Đính Giả Giá Thọ Châu, Đường Về Núi Lam, Hồng Thiên Yên Thế, Con Tắm Con Cám. Qua từng vở tuồng, Thanh Bạch và Bửu Truyện dạy cho Tuấn Châu từng điệu bộ, cách nối lối, cách ca ngâm và hát các bản nhạc hồ quảng. Hai năm sau, Tuấn Châu được mời về làm các chánh, hát với đạo chánh Mỹ Thiên trong đoàn hát Thanh Nga. Tuấn Châu đã đóng vai Lê Hoàng hát với Kiều Phượng Loan trong tuồng Thái Hậu Dương Văn Nga, vai Lê Quý Đôn trong tuồng Thiên Phúc Hoàng Đế, vai Lý Thành Tông trong tuồng Nhiếp Chính Ỷ Lan. Tuấn Châu hát chia vai với Châu Thanh, tuồng Nữ Kiệt Sang Song hát với Phượng Hằng. Năm 1988, Tuấn Châu gia nhập đoàn hát Minh Tơ, hát với các diễn viên tài danh Tài Linh, Linh Châu Bạch Loan, Trường Sơn Thanh Loan, Xuân Yến, Thảo Nguyên Công Minh Thanh Tòng. Ở sân khấu cải lương tuồng cổ, Tuấn Châu như con cá được trở về ao hồ xưa, mặc sức vẫy vùng. Tuấn Châu có một số vai hát thành công, vai Trần Lâm tuồng Bích Văn Cung Kỳ Án, vai Tiết Đinh Sang tuồng Thần Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ, vai Hồng Đại Lĩnh tuồng Thanh Xà Bạch Xà. Nhờ có Di Phương giúp cho đi hát chui bên Tân Nhạc và Tấu Hài trong các show của Di Phương tổ chức nên Tuấn Châu cũng kiếm sống qua ngày. Tuấn Châu Tấu Hài cũng rất thành công, nhất là khi anh diễn vai chú Ba Tàu, nói giọng lơ lớ rồi ca hồ quảng, vô vọng cổ nghe ngọt xớp. Năm 1992, Tuấn Châu trở về hát trên sân khấu Bên Tơ, diễn viên có Vũ Linh, Tài Linh, Kim Tử Long, Vũ Triện, Thanh Thế, Ngọc Đáng. Tuấn Châu thành công vai vua trong tuồng Ngai Vàng và Tội Ác, vai lão trong tuồng Buổi Mờ Ải Nhạn. Di dân sang Mỹ, năm 1994, Tuấn Châu hát cho Đoàn Huỳnh Long hai vũ tuồng Lê Long Định và Bao Công Sự Án Trần Thế Mỹ. Năm 1996, Đoàn Huỳnh Long, Đoàn Cải Lương Sài Gòn 2, Sài Gòn 3 trả gánh. Tuấn Châu về nhà giúp mẹ trong việc kinh doanh, thương mại, vật chất tiền nong không thiếu thốn. Nhưng Tuấn Châu rất nhớ sân khấu và các bạn diễn. Anh thu video cải lương được 20 vở. Sau đó anh xuất ngoại qua Hoa Kỳ, đoàn tụ với vợ con. Ở khu Phước Lộc Thọ, Tuấn Châu gặp lại các nghệ sĩ đàn anh đàn chị nên được mời tham gia khi có show ca nhạc trong các nhà hàng. Thỉnh thoảng Tuấn Châu được mời về Việt Nam thu video cải lương hồ quảng. Nên tuy định cư ở hải ngoại, Tuấn Châu vẫn còn sống được với nghề hát sân khấu. Tuấn Châu có giọng ca trầm ấm, âm vực mạnh, vang vang lại có vóc dáng cao lớn, nên anh thích hợp các vai võ tướng, vai các quan trung thần, vai vua, hoặc vài vai nông dân lực điền. Tuấn Châu có khả năng hát nhiều loại vai tuồng và rất đứng đắn trong việc làm. Không bỏ xô, không có dễ,